Ơ kìa, A Khắc Thiên Kiều, tại sao khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, nhưng mà họ là ai, tại sao khóc? Chắc có lẽ là em đã yêu một người xa lạ lắm. Em đã yêu, em đã yêu rồi hả? Yeah. Trời ơi, thôi hết rồi. Anh chưa ơi. Sao, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội có phải không anh? Không. Tấn nhà máy nói rằng yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu. Những kỷ niệm trong đời một điều quan trọng mà anh không có dám nói Kiều ơi. Thì anh cứ nói đại đi, là gì? Có một ly rượu rồi em mới nói được. Rót cho em lấy can đảm lên coi. Anh phải can đảm lên. Can đảm lên thấy không? Thiên Kiều, gan rồi đó. Thiên Kiều, anh muốn nói với em là. Là sao? Anh yêu em. Do it.
Kiều Sa. Sao? Anh điên loạn rồi phải không? Không. Anh điên loạn rồi phải không? Không. Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm qua chỉ có tiếng nói yêu em mà anh chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay không còn gì nữa cả, khiến dẫm chân lên bồi xóa một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đóng trò tàn. Anh không biết phải làm gì hơn nữa, chỉ cầu mong cho mình được chết như một. Mà đến giờ này phải khổ lụy chiêu. Anh nói ra đây với nỗi lòng thầm kín, rồi thiên thu anh cầm đến nghẹn lời. Ai cứu sao? Tại sao lại tôi vẫn yêu một người? Cảm ơn anh. Em có vô tình làm anh đau xót biết bao nhiêu. Anh muốn gào to lên.